Xin chào anh em YouTube nha. Thì hôm nay mình làm một cái clip ngắn, mình thông báo anh em là cái quay titanium của mình nay nó về lại nha anh em. Thì bữa giờ hết hàng cho nên là không có hàng để bán cho anh em. Thì hôm nay nó về lại nha anh em, nó về lại. Cái này bị dâu nha. Với lại cái đợt này nó không có cái khuyến mãi mà tặng CLA 45 viên nha anh em. Và đợt trước thì có combo, nó có khuyến mãi là anh em mua cái hộp này thì được tặng một cái hũ CLA 45 viên. Thì đợt đó là qua, nay thì nó không còn cái đó nữa. Thì nói chung là cái mà tặng cái mua quay mà được tặng thực phẩm bổ sung á, thì lâu lâu mới được ha anh em, lâu lâu mới được. Tại vì có đợt công ty nó hỗ trợ á, nó hỗ trợ, nó tặng cho mình, thì mình mới có mình tặng cho anh em. Thì nó rất là dễ. Còn nay nó không có tặng á, thì mình không thể nào mà mình mua về để mình tặng anh em được. Tại vì nếu như mà mình tặng mua, nếu mà bỏ tiền ra mua về để tặng anh em thì mình sẽ bị lỗ nha, sẽ bị lỗ đó, chia sẻ với anh em như vậy. Với lại cái combo này anh em thấy không, một hũ quay Isojack, một hũ Amino Kem. Cái này vị vị cam, vị cam xoài đó, vị này cũng uống rất là ngon nha anh em. Với lại một hũ AVB Extreme, thì cái này là vị nhiệt đới gì nè, vị nhiệt đới sấm sét vậy. Thì cái bộ combo ba món này là của ông anh kia ổng đặt, nhưng mà tạm thời thì chưa có lấy, tại vì anh đang gom tiền, đang gom tiền. Thì anh này là cũng nói chung là anh này là anh thích xài hàng Epogen lắm, rất là thích xài hàng Epogen. Anh em cũng biết là cái giá của cái bộ này nó không hề rẻ tí nào, trên 3 triệu nha anh em, trên 3 triệu bộ này. Mà anh mua về anh xài trong vòng mà chắc tháng là hết, tại vì hũ này nó chỉ có 28 liều thôi. Hộp này thì 30 liều, hộp này 40 liều. Thì nói chung là uống cũng vỏn vẹn đâu, khoảng đâu đó một tháng là hết rồi đó. Thì nói chung anh này là cũng điều kiện cũng hơi khá giả cho nên mới chịu chơi cái bộ này. Đó, chịu chơi bộ này. Nhưng mà ảnh là ảnh đòi phải có cái bình này để tặng cho ảnh. Độc ghê lắm. Ảnh thích cái thương hiệu, ảnh thích cái thương hiệu mang cái bình này vào phòng tập uống thì nói chung là nó sang, nó rất là sang. Thì mình nói chung là mình cái bình này thì mình không có đâu. Mình tặng anh em thì mình chỉ tặng anh em mấy cái bình loại bình siêu nhân, mà lại cái bình bull powder mà bình nửa lít cho anh em. Anh em chắc cũng biết rồi. Ảnh đòi phải có cái bình này cho ảnh thì ảnh mới lấy cái combo này, thì mình cũng ráng chạy chỗ này chỗ kia đó mình kiếm cho ảnh được cái bình này. Thì nói chung là cũng may mắn có cái bình này, thì ít bữa ảnh gom tiền rồi ảnh mới lấy cái bộ này sau. Thì chia sẻ thêm với anh em xem chơi cho vui thôi nha. Nói chung là mình anh em nào mà bình dân thì cứ như mình xài ISO HD là ok rồi. ISO HD nó giá nó vừa rẻ, chất lượng thì cũng rất là ok, nó phù hợp với túi tiền. Còn mấy cái này nói chung là mình nếu mà mình chơi cái bộ này thì phải trả một cái giá khá là đắt nha nè. Cho nên là anh em nào mà điều kiện mình nó vừa phải á, giống như mình thì mình xài cái loại vừa vừa thôi, ISO HD. Cao lắm thì mình xài Wairu One là ok nha. Đó, vậy thôi. Thì nay chỉ xin anh em vài phút làm một cái video mình thông báo với anh em, chủ yếu là nói về cái này là hàng mình nay nó đã có lại nha. Đó, vậy thôi. Thì ngày mai mình sẽ làm một cái video ngắn khác, mình sẽ so sánh cái hàng này với là quay Isolin của RSB cho anh em xem con nào với nào hơn nha. Thì tất nhiên là mình xài Isolin nó sẽ lợi hơn cái này rồi đó. Chỉ nói ngắn gọn với anh em vậy thôi. Thôi xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người vào cái video ngày mai nha. Bye bye.